Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình Nhận diện sự thật của Truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý khán giả và các đồng chí, mục tiêu nhất quán và xuyên suốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam là không ngừng nỗ lực để người dân được thụ hưởng đầy đủ nhất các quyền con người, quyền cơ bản của công dân. Quan điểm tư tưởng đúng đắn, tiến bộ và hệ thống pháp luật về bảo đảm quyền con người ở Việt Nam ngày càng hoàn thiện. Người dân đã và đang được thụ hưởng quyền con người trên mọi lĩnh vực theo tinh thần các công ước quốc tế phù hợp với thực tiễn của đất nước. Tuy nhiên, một số thế lực thù địch vẫn cố tình tìm cách phủ nhận, đưa ra những nhận xét, đánh giá sai lệch, bịa đặt, xuyên tạc về việc thực hiện quyền con người tại Việt Nam. Vậy thực chất của những chiêu trò đó như thế nào? Chương trình Nhận diện sự thật hôm nay sẽ làm rõ thêm về vấn đề này. Mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Tuyên ngôn độc lập năm 1945 không chỉ đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên độc lập tự do, mà đó còn chính là bản tuyên ngôn về nhân quyền của chính phủ Việt Nam. Bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam chỉ với 49 câu, hơn 1.000 chữ, nhưng trong đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định những giá trị to lớn, ý nghĩa vô cùng sâu sắc về nhân quyền. Và kể từ đó, trong hơn 3/4 của thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã xây dựng một nhà nước dân chủ, công bằng, văn minh. Và ở đó, các quyền tự do cơ bản của người dân được bảo vệ và không ngừng phát triển. Thành tựu của những nỗ lực không ngừng đã được ghi nhận khi Việt Nam được chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc UNDP đưa vào danh sách những nước có chỉ số phát triển con người ở mức cao trên thế giới. Việc Việt Nam lọt vào nhóm các nước có chỉ số phát triển con người ở mức cao đã phản ánh cam kết của chính phủ đối với sự phát triển lấy người dân làm trung tâm. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng Việt Nam đạt được bước tiến bộ về chỉ số phát triển con người với mức độ bất bình đẳng tương đối thấp khi so sánh với các quốc gia có cùng trình độ phát triển. Đây cũng là một thành tựu rất quan trọng khác của loại hình tăng trưởng mà Việt Nam khuyến khích. Báo cáo Thế giới về nhân quyền của Human Rights Watch năm 2022 không có gì mới. Đó vẫn là những cáo buộc vô căn cứ về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Báo cáo này dài 752 trang, trong đó có 10 trang đề cập tình hình nhân quyền ở Việt Nam năm 2021. Trong đó có những thông tin sai lệch, vu cáo Việt Nam đàn áp tôn giáo, vi phạm quyền tự do tôn giáo của người dân. Họ cho rằng chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục hạn chế các hoạt động có tổ chức của nhiều tôn giáo, thậm chí có hành động đàn áp một số tín đồ tôn giáo. Tôi xem cái báo cáo của cái tổ chức này đối với Việt Nam cũng như đối với các nước đấy, thì nó cũng đàn áp như nhau thôi. Nó có thể là tăng lên một vài bậc rồi giảm đi một vài bậc, nhưng vẫn mang cái bản chất là xuyên tạc, là phủ nhận cái tự do của chúng ta. Theo đó, An Tàn, một số người thiếu thiện chí với Việt Nam còn cập nhật tình hình, lợi dụng những vụ việc các cá nhân vi phạm pháp luật bị xử lý, hoặc các đài báo bằng tiếng Việt ở nước ngoài đưa thông tin đều là sự bịa đặt trắng trợn, phản ánh sai lệch, thiếu khách quan, xuyên tạc thực tế, bảo đảm quyền con người ở Việt Nam. Thưa Phó sư tiến sĩ Tường Duy Kiên, qua theo dõi phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng đã thấy là Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách đảm bảo quyền con người. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị thì lại ra sức xuyên tạc chống phá. Vậy để hiểu rõ hơn những thành tựu trong đảm bảo quyền con người ở Việt Nam thì ông có thể chia sẻ khái niệm quyền con người được hiểu như thế nào? Quyền con người ở đây là quyền của mỗi cá nhân. Trước hết là quyền của từng cá nhân công dân trong phạm vi lãnh thổ. Mà quyền đó là những cái quyền gì? Những là cái quyền bẩm sinh, vốn có, tự nhiên của mỗi người. Nó là các quyền được sống, quyền được tự do, quyền được lao động, quyền được học tập, quyền được vui chơi, quyền được có nhà ở, vân vân. Thì đấy là những cái quyền cơ bản, và các quyền này thì đã được quy định ở trong các cái công ước quốc tế về quyền con người. Và Việt Nam của chúng ta là thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc. Chúng ta hiện nay là đã phê chuẩn 7/9 cái công ước quốc tế cơ bản về quyền con người, phê chuẩn 25 cái công ước về quyền con người của Tổ chức Lao động Quốc tế. Và nếu như mà so sánh cái việc mà tham gia vào cái thể chế của quốc tế đấy, thì Việt Nam là một trong những nước rất tích cực, nhất là trong cái khu vực Đông Nam Á này. Là Việt Nam chúng ta là đã nội luật hóa về cơ bản các nội dung, các cái nguyên tắc, các cái tiêu chuẩn của công ước quốc tế về quyền con người trong hiến pháp. Ông có thể khái quát những thành tựu trong đảm bảo quyền con người mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian vừa qua?
hầu hết các cái mục tiêu về phát triển thiên niên kỷ là Việt Nam chúng ta đã đạt, thậm chí có những chỉ tiêu chúng ta còn vượt trước, từ xóa đói giảm nghèo, rồi là vấn đề chăm lo bảo vệ bảo đảm cái quyền của những cái người ở vùng sâu vùng xa, nhất là cái quyền của những cái người mà yếu thế trong xã hội. Bây giờ chúng ta mà so sánh các cái tiêu chuẩn, các cái quy định thì ví dụ như vấn đề bình đẳng giới chẳng hạn, thì Việt Nam chúng ta là một trong nước mà cái chỉ số về bình đẳng giới cao, cái số lượng mà phụ nữ của chúng ta tham gia vào các cái cơ quan quyền lực nhà nước, từ Quốc hội rồi là Hội đồng Nhân dân, thế rồi là bảo đảm cái quyền của đồng bào dân tộc thiểu số, là nhà nước dành các cái nguồn lực để làm sao mà các cái khu vực vùng sâu vùng xa phát triển để mà tiến kịp với lại miền xuôi. Thế rồi là trên cái lĩnh vực trẻ em, chúng ta cũng là một trong những nước mà quan tâm chúng ta đầy đủ hết tất cả các quy định về luật pháp. Thế rồi là những các cái bảo đảm trong thực tiễn, cái quyền trẻ em, nhất là cái tiếp cận giáo dục. Thế rồi là đời sống về dân chủ, người dân tham gia vào giám sát các hoạt động của các cơ quan nhà nước, nhất là cái dân chủ ở cơ sở thực hiện rất là tốt ở địa phương hiện nay. Những cái thành tựu không chỉ về mặt luật pháp, thế rồi những thành tựu về bảo vệ bảo đảm quyền con người trên thực tiễn, thế rồi là những cái thành tựu mà liên quan đến cái việc hội nhập quốc tế, là Việt Nam chúng ta là một trong nước rất tích cực để tham gia các cái công ước quốc tế về quyền con người. Thưa Phó sư tiến sĩ Tường Duy Kiên, vậy đâu là những cái định hướng trong thúc đẩy bảo vệ quyền con người ở Việt Nam thời gian tới ạ? Trong thời gian tới, quyền con người nó sẽ là một trong cái đặc trưng rất quan trọng của nhà nước pháp quyền. Và nhất là tới đây là Ban Chấp hành Trung ương sẽ thông qua một cái chiến lược về xây dựng nhà nước pháp quyền. Thì trong cái chiến lược xây dựng nhà nước pháp quyền, chúng tôi cho rằng là nguyên tắc quan trọng và xuyên suốt của nhà nước pháp quyền đó là vấn đề là tôn trọng bảo vệ quyền con người. Giữa nhà nước pháp quyền và quyền con người nó gắn chặt chẽ với nhau, nó không thể tách rời lẫn nhau. Nói đến nhà nước pháp quyền là phải nói đến quyền con người, và nói đến quyền con người thì cái thiết chế quan trọng nhất đó là phải là nhà nước pháp quyền. Và như vậy là pháp luật là phải mang tính định hướng nhân đạo, phải vì quyền lợi, không chỉ là cái lợi ích hài hòa, ngay kể cả đối với người dân và với doanh nghiệp. Cho nên là cái phòng ngừa là cơ bản. Thế còn cái chuyện mà chúng ta trừng trị là chỉ là những cái hệ quả tất yếu của những hành vi vi phạm pháp luật thôi. Cho nên cái định hướng mà xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật vì quyền con người, và nhất là các cái quy định của pháp luật thì chúng ta phải phù hợp với các cái chuẩn của quốc tế. Qua nghiên cứu và theo đồng chí thì các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị thì thường xuyên lợi dụng vấn đề quyền con người để xuyên tạc chống phá Việt Nam như thế nào? Có cái lực lượng phản động thù địch thường xuyên là lợi dụng cái vấn đề về quyền con người để mà xuyên tạc. Mặc dù là chúng ta có những cái thành tựu rất lớn, nhưng mà họ vẫn xuyên tạc. Mà những cái lập luận mà thường là họ xuyên tạc là trên các lĩnh vực như là vấn đề là ngôn luận, thế rồi là báo chí, thế rồi là lập hội, thế rồi biểu tình, rồi là cho rằng chúng ta là bắt giam giữ, mang tính chất là án bỏ túi, rồi là tù nhân lương tâm, tù nhân tôn giáo. Thì đây là những các cái quan điểm mà chúng ta phải bác bỏ. Bây giờ là ngôn luận báo chí thì Việt Nam cũng là một trong nước mà cái tốc độ phát triển Internet là hiện nay là hàng đầu trên thế giới. Và cái mạng xã hội hiện nay đóng góp rất lớn cho cái việc phát triển kinh tế xã hội. Nhưng mà nước nào cũng vậy thôi. Nếu như mà anh lợi dụng các cái quyền tự do dân chủ, như anh xuyên tạc về lịch sử, phỉ báng về chế độ, thế rồi là kích động bạo lực, kích động hận thù giai cấp, thì nước nào người ta cũng xử lý cả. Lợi dụng các quyền tự do dân chủ đấy mà xuyên tạc sự thật ấy, thì chúng ta phải căn cứ theo luật để chúng ta xử lý. Thực tế đã chứng minh đó chỉ là những góc nhìn sai lệch, lạc điệu về vấn đề nhân quyền hay quyền con người của một số ít những tổ chức phi chính phủ thiếu thiện chí với Việt Nam. Bởi xét từ phương diện nào thì nhân quyền trong một xã hội vẫn luôn phải thể hiện qua những sự kiện, vấn đề, hiện tượng cụ thể của cuộc sống. Nói cách khác, nhân quyền hay quyền con người không tồn tại như những khái niệm trừu tượng, không phải là những khẩu hiệu chung chung mà có thể quan sát, khảo sát, đánh giá, định tính, định lượng một cách toàn diện đến từng lĩnh vực hoạt động cụ thể của xã hội con người. Từ nhận thức sâu sắc về nhân quyền hay quyền con người phải gắn liền với những tiến bộ xã hội và thành tựu kinh tế của đất nước. Những năm qua, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam luôn phấn đấu để ở Việt Nam vấn đề về dân chủ, nhân quyền ngày càng hoàn thiện, phát triển. Cuộc sống mọi mặt của người dân ngày càng được nâng cao, bởi đó cũng chính là bản chất và là mục tiêu nhất quán của một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhà nước của dân, do dân, vì dân. Việt Nam
đã gia nhập hầu hết các công ước nhân quyền quốc tế chủ chốt như Công ước về quyền dân sự, chính trị, Công ước về quyền kinh tế, xã hội, văn hóa, Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc, Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ. Đặc biệt, Việt Nam là nước thứ hai trên thế giới và là nước đầu tiên ở khu vực châu Á tham gia Công ước quyền trẻ em, Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật. Đến nay, Việt Nam đã gia nhập 25 công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế. Những cam kết của Việt Nam đối với các điều ước quốc tế đã được phản ánh trong các văn bản pháp luật trong nước. Trong 5 lần sửa đổi hiến pháp, quyền con người ngày càng được chính phủ Việt Nam quy định toàn diện đầy đủ hơn. Hiến pháp Việt Nam năm 2013 đã dành riêng một chương gồm 36 điều, chế định trực tiếp và quy định rõ ràng các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Từ đó đến nay, Việt Nam đã bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới hơn 100 văn bản luật, pháp lệnh liên quan đến bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Trong đó có một số đạo luật quan trọng như Bộ Luật Hình sự 2015, Bộ Luật Dân sự 2015, Luật Trưng cầu Dân ý 2015, Luật Trẻ em 2016, Luật Trợ giúp pháp lý 2017, Luật An ninh mạng 2018, Bộ Luật Lao động sửa đổi 2019. Công tác cải cách chính sách hay hoàn thiện các thể chế pháp luật của Việt Nam đều có nội dung liên quan đến các quyền con người và vấn đề phát triển con người. Bởi lẽ, chính phủ Việt Nam luôn xác định con người chính là trung tâm của xã hội, trung tâm của sự phát triển của nền kinh tế. Từ nay đến năm 2030, Việt Nam dự kiến nghiên cứu, đề xuất gia nhập thêm 15 công ước của ILO nhằm thúc đẩy các tiêu chuẩn lao động quốc tế ở Việt Nam. Đặc biệt, trong quá trình xây dựng, các dự thảo văn bản luật và giới luật đều được giới thiệu công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để tham khảo ý kiến rộng rãi của nhân dân. Nhờ có tỷ lệ người dân sử dụng Internet cao, chiếm khoảng 70% dân số, nên Việt Nam ngày càng đạt được nhiều tiến bộ về quyền tiếp cận thông tin và quyền tham gia vào các dự thảo văn bản chính sách pháp luật bảo đảm công bằng, dân chủ. Hiện nay, Việt Nam có khoảng 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo được công nhận. Cả nước có khoảng 55.000 chức sắc, 145.000 chức việc, 26 triệu tín đồ và hơn 29 vạn cơ sở thờ tự của các tôn giáo. Việc ra đời các tổ chức tôn giáo cũng như luật tín ngưỡng tôn giáo không chỉ thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, mà còn khẳng định ở Việt Nam không có sự phân biệt đối xử giữa người có tín ngưỡng và người không có tín ngưỡng, cũng như giữa tôn giáo này với tôn giáo khác. Được Quốc hội cho ra đời cái luật tôn giáo, tôi thấy trong luật tôn giáo này có rất là nhiều điểm phải nói rằng rất tốt. Trước đây thì thường chế tài một phía, nhưng mà nhờ cái luật này, khi đã là luật rồi, dù anh là chức sắc tôn giáo hay là cán bộ nhà nước, nhưng nếu làm sai luật thì cũng sẽ bị luật trừng trị. Song song với việc liên tục hoàn thiện thể chế pháp luật, chính sách trong nước, Việt Nam đã đóng góp tích cực vào hoạt động của Hội đồng Bảo an, Hội đồng Nhân quyền, Hội đồng Kinh tế Xã hội, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ 2020-2021 và là thành viên tích cực có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc để hiện thực hóa quyền con người, quyền công dân trong cộng đồng các quốc gia trên thế giới. Từ những thành tựu đã đạt được trong phát triển quyền con người, Chính phủ Việt Nam đã ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Việt Nam cũng đã được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN nhất trí ủng hộ là ứng cử viên duy nhất của Hiệp hội cho vị trí này. Việt Nam mong muốn đóng góp tích cực, trách nhiệm và hiệu quả hơn nữa vào nỗ lực chung thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trên thế giới. Trong quá khứ, bạn có thể thấy rằng Việt Nam đã làm được rất nhiều việc. Ví dụ như vào năm 1979, thời kỳ khủng hoảng về quyền con người tại Campuchia, Việt Nam đã đưa quân tình nguyện sang Campuchia để giúp người dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng. Sau đó, Việt Nam cũng cử các chuyên gia và các cố vấn sang để giúp Campuchia phát triển kinh tế, xã hội trong mọi mặt của đời sống. Vì vậy, việc Việt Nam ứng cử làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc là đúng đắn và vị trí này hoàn toàn phù hợp với Việt Nam.
Thưa quý khán giả và các đồng chí, những thành tựu tổ chức thực thi pháp luật bảo đảm về quyền con người mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đạt được trong công cuộc đổi mới được Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới ghi nhận đánh giá cao là bằng chứng thuyết phục không thể phủ nhận cho những nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật về quyền con người, bảo đảm quyền con người, đồng thời đành thép bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch về vấn đề trên. Chương trình Nhận diện sự thật xin dừng tại đây. Để xem lại chương trình, mời quý khán giả và các đồng chí truy cập vào trang thông tin điện tử www.qpvn.vn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.